Xin chào các học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài. Trong bức thư gửi hiệu trưởng nơi con trai mình theo học, Tổng thống Abraham Lincoln viết: "Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ." Anh chị có suy nghĩ gì về lời nhắn gửi đó? Hãy trình bày quan điểm bản thân bằng đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ. Xin mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Mỗi chúng ta không phải đều được đào tạo nên từ những phần tươi đẹp, có những góc tối u ám mà mỗi người luôn cố gắng khắc phục. Và có lẽ hai chữ đố kỵ là điều mà không ai mong muốn, nhưng nó lại luôn hiện hữu mạnh mẽ trong ta. Trong bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học, ông đã viết: "Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ." Dù bức thư đã được viết hơn 200 năm trước, nhưng dường như lời nhắn gửi của ông vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đố kỵ là một thói xấu phổ biến trong xã hội. Đó là cảm giác ghen ghét, hậm hực, uất ức trước sự thành công, trước sự uy việt hoặc trước uy tín của người khác. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nói: "Thói ghen tị là một thuộc tính của con người, luôn luôn ẩn náu trong chúng ta và luôn luôn chờ thời cơ để nhảy bổ vào chi phối những suy nghĩ, ứng xử, hành động của ta. Cái con rắn ghen tức, đố kỵ sẽ tìm cách khắc phục lý trí để ngóc đầu dậy tác oai tác quái." Như vậy, Tổng thống Lincoln không chỉ muốn nhắn gửi đến sự giáo dục, hãy dạy trẻ em tránh xa góc tối đố kỵ đó, mà còn hướng đến tất cả mọi người. Chúng ta cần chung tay để loại bỏ nó. Sự đố kỵ bắt nguồn từ đâu? Nó sẽ xuất hiện khi ta thấy xấu hổ bởi không thành công hay có được điều gì đó như những người khác. Nó cũng len lỏi khi ta muốn sở hữu thành công, danh vọng, nhưng lại không chịu cố gắng, không học tập. Đã biết bao câu chuyện về sự đố kỵ. Trong chuyện cổ tích Sọ Dừa, hai cô chị vì ghen ghét đố kỵ với em lấy được sọ dừa, khi chàng đã trở nên khôi ngô mà hãm hại chính em gái ruột của mình, nhưng rồi chính họ lại phải gánh chịu hậu quả. Hay như sự việc một loạt những anh hùng bàn phím đã ra sức để chỉ trích, bôi nhọ MC Phan Anh khi anh có được sự tin cậy của đông đảo người dân để đóng góp vào quỹ từ thiện của mình. Đố kỵ gây ra vô vàn những hậu quả. Đối với cá nhân, nó làm thui chột những tình cảm tốt đẹp, nhiều mối quan hệ thiêng liêng, làm cho con người trở nên nhạt nhẽo, tầm thường, thậm chí độc ác ích kỷ. Đối với xã hội, nó kìm hãm tài năng, cản trở phát triển hay kéo lùi sự phát triển của lịch sử. Trong quá trình học tập và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình, chúng ta phải dũng cảm, phải kiên quyết loại bỏ thói ghen tị, đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đổi bại trái tim. Thay vì ghen ghét, hãy coi thành công của người khác là tấm gương để chúng ta học tập, noi theo, phấn đấu. Cuộc sống sẽ rạng rỡ, tươi đẹp hơn nếu không còn sự hiện hữu của đố kỵ. Hết bài nghị luận. Cảm ơn các em đã lắng nghe.